tượng Phật Ngọc bí ẩn bên trong cây xoài ở chùa Thái Lan. Cụ thể, khi cưa thân cây, người thợ bất ngờ phát hiện một bức tượng Phật nhỏ nằm bên trong và đã báo cáo cho các nhà sư biết. Kiểm tra sơ bộ xác định bức tượng Phật nhỏ được làm bằng ngọc lục bảo có niên đại hơn 100 năm. Bức tượng khắc họa hình ảnh Đức Phật đang mỉm cười hiền từ, dường như bị hư hại trong quá trình sử dụng cưa cắt. Bức tượng được cho là xuất hiện cùng thời với vị trụ trì đời thứ nhất của chùa. Vị trụ trì hiện nay là đời thứ ba trong lịch sử ngôi chùa. Lý do bức tượng nằm trong thân cây xoài cổ thụ vẫn chưa được giải đáp. Hiện tại bức tượng Phật được đặt trong phòng ngủ của trụ trì, chưa rõ liệu bức tượng có được khôi phục để thờ cúng hay không.